chính cái danh hữu tội của bố thí ba la mật đa là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu tội của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tội của bố thí ba la mật đa là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tội của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu phiền não của bố thí ba la mật đa là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu phiền não của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh vô phiền não của bố thí ba la mật đa là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh vô phiền não của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh thế gian của bồ thí ba la mật đa là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh thế gian của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh nữ bát nhã ba la mật đa là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh xuất thế gian của bồ thí ba la mật đa là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh xuất thế gian của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh tạp nhiễm của bồ thí ba la mật đa là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh tạp nhiễm của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh thanh tịnh của bố thí ba la mật đa là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh thanh tịnh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc danh tử của bố thí ba la mật đa là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc sanh tử của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc niết bàn của bố thí ba la mật đa là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc niết bàn của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không Chính cái danh tại nội của Bồ Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh tại nội của tịnh giới An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh tại ngoại của Bồ Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh tại ngoại của tịnh giới An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tại lưỡng gian của Bồ Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tại lưỡng gian của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh khả đắc của Bồ Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh khả đắc của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất khả đắc của Bồ Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất khả đắc của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? Hết quyển thứ 19